Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh giới thiệu âm thanh ngoại của Minh Audio Đông Hà Nội. Đây là thông tin địa chỉ và tôi rất rõ ràng trên tấm biển. Quý khách hàng có thể đến tận nơi hoặc là theo dõi những video. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bác một đôi loa Buxell. Đây là một đôi loa Buxell rất nổi tiếng các bác nha. Và nổi tiếng của hãng Victor, có tên là FX500. Giá của em nó tôi đang để giá 4,5 triệu đồng. Loa bass thì nó có một cái màng kim loại tươi sắt đầy che, tôi đã tháo ra để các bác có thể quan sát nó dễ hơn. Loa này có cấu tạo tầm bass 22-23 gì đó và là bãi nguyên zin. Vân là vân vải màu vàng rất mềm mại, mặt dưới cục loa cực kỳ chắc chắn và nặng, không khô lặng. Bề cao là 46-47 cm, bề ngang 28, ngang trở lại là 28 cm, rất nặng rồi. Nó nặng như kiểu dòng loa Onkyo 502 ấy. Ôi này, kích thước thì nó cũng như vậy. Và loa có thiết kế rất chuyên nghiệp, đó là hai cầu loa. Hai cầu loa này thì bình thường nhà sản xuất nó đã đấu sẵn vào để mình đấu một âm ly thì đấu được luôn. Tại sao nó thiết kế hai cầu loa? Bởi vì mục đích của nó là có thể đánh bass riêng và đánh tép riêng. Thì các bác bỏ cái cầu này đi, đấu một dây loa đây để đánh loa bass, một dây loa đây để đánh loa tép, dùng cho hai âm ly. FX500 400W 6 ohm, đó là dòng loa Buxell đặc trưng như vậy. Và nó cùng một đôi, cùng series luôn, sản xuất tại Nhật. Tôi sẽ mở to để các bác nghe xem nó có chất từng giọt không. Nó là âm thanh của nó chất thật, nó đánh chắc chắn. Đấy là đặc trưng của những dòng loa Buxell. Tiếng nó đánh rất chắc. Chất âm của nó thể hiện rất nhiều đôi loa bass 25 đánh thua xa về chất âm của nó. Bởi vì các bác phải hiểu nhá, loa này nếu mà nhìn qua, loa nó bé hơn loa một đôi loa cùng, nhưng mà nó lại có thiết kế, nó lại kiểu rất chắc chắn về cấu tạo bên trong ấy. Bên trong những đôi loa này các bác tháo ra thì nó phê lắm, nên là nó sẽ đạt được những cái chất âm rất dày dặn như vậy. Và giá là giá 4,5 triệu tại cửa hàng tôi. Quý khách hàng có thể đến tận nơi xem hoặc là đặt cọc nếu ở xa. Cước vận chuyển các bác ở xa thì người mua sẽ phải trả. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác.